thế này nè chị, thì về cái căn bệnh của bé Được á, thì em thì không biết ở bên Việt Nam mình á, thì cái phương thức mà cái phương án họ lên họ điều trị cho Được là sao. Nhưng mà em được biết á, là ở một bệnh viện ở bên Thái Lan đó, ở bên Thái Lan quý cô chú anh chị, chuyên chữa về những cái căn bệnh mà chăn voi, rồi bàn chăn voi. Ta nói là mẹ gì mà lên tivi đeo vàng quá trời mà không đi chữa bệnh cho con. Ôi trời. Mẹ gì có quan tâm cho con, có lo lắng, có thương gì đâu. Dạ. Thấy đeo vàng quá trời mà không đi trị bệnh. Dạ. Rồi có người điện lại chữ chị nói là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tiền mày đi cắt chân con mày, mày có bỏ ra đồng bạc nào đâu mà mày không chịu đi. Trời mẹ ơi. Mẹ gì tàn ác không thương con. Rồi có một người xưng là Mạnh Thường Quân. Dạ. Nói là kêu chị là kể thật đi. Kêu chị là nói cho hết sự thật đi ha. Dạ. Nói cho hết sự thật đi rồi là anh sẽ giúp đỡ cho em. Dạ. Nên chị mới nói là thì em có chuyện gia đình em sao thì em nói ở trên video hết trơn rồi, đâu có gì phải giấu giếm nữa. Dạ. Đâu mà nói thật. Vì dạ, lên trên đây là khắp cả thế giới đều biết và ra cả nước ngoài nữa, em có giấu giếm được cái gì đâu mà giấu. Dạ. Về xong rồi nói chung là chữ chị quá. Em được biết như thế này nè chị, thì về cái căn bệnh của bé Được á, thì em thì không biết ở bên Việt Nam mình á, thì cái phương thức mà cái phương án họ lên họ điều trị cho Được là sao. Nhưng mà em được biết á, là ở một bệnh viện ở bên Thái Lan đó, ở bên Thái Lan quý cô chú anh chị, chuyên chữa về những cái căn bệnh mà chăn voi, rồi bàn chăn voi. Em với anh Tính thì anh Tính có gửi qua cho em những cái thông tin vậy để em lên em tìm hiểu, thì bên đó chị rất là hay. Nhưng mà nó ở tận Thái Lan bên đó đó, tận bên Thái Lan. Và nếu như mà mình qua đó, qua bên Thái Lan đó mình điều trị thì nó tốn như một cái khoản chi phí nó phải là rất là nhiều, nó là không phải cưa chân, không phải cưa chân như ở Việt Nam mình, người ta trị bằng cái phương pháp bó thuốc gì đó là nó sẽ xẹp nó. Nhưng mà qua tận bên Thái Lan đó thì nói chung đó là gia đình của chị thì chắc là em nghĩ là mình không đủ khả năng, là chứ không đủ khả năng này, không đủ khả năng để mà qua bên đó quý cô chú anh chị. Cũng mong là cái phép màu nào đó, mình cũng không có dám kêu gọi hay là xin ai đâu chị ha, chỉ mong sao có cái phép màu nào đó để mà không biết là ai sẽ là người giúp con để mà con có thể qua bên đó chữa trị. Nếu mà qua bên đó được chữa trị được là tốt lắm. Tại vì bên đó thì có một cái bệnh viện á, chuyên về một cái căn bệnh là bàn chăn voi, phù chăn voi nè. Là khi mà mình lên YouTube á, mình xem là mình sẽ hiểu ra cái phương thức của người ta điều trị. Nhưng mà qua tận Thái Lan á, thì phải nói là nếu mà đi phải bỏ công ăn việc làm. Đúng rồi. Rồi chi phí nữa nên chi phí đồ này kia. Dạ. Giống như là chị thì giống như là đây là chăm sóc rồi thuốc men đồ này kia. Nếu mà có cô chú hỗ trợ được qua bên Thái Lan để mà con điều trị cái chân của con đó, thì được có dám đi mình lên không? Đi mình lên với cô chú luôn để mẹ nhà mẹ làm. Ảnh bây giờ ảnh cũng tươi tắn rồi ra rồi. Được, năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi chị? Nếu tính tuổi đẻ là được 14 tuổi. Tuổi nhà nước là 13 tuổi em. Dạ, 13 tuổi. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà đi xin như vậy á, ít nói đồ này kia cho nên là khù khờ luôn. Khi mà khù khờ luôn, giờ về ở được với mẹ rồi nói chuyện đồ này kia nhiều nè. Rồi bây giờ được nè, khi mà lên này ở với mẹ rồi sau này nếu mà khỏe bệnh chân đồ này kia có thể đi lại được đó, thì mình có muốn làm cái công việc gì để tiếp mẹ không? Dạ, con làm mai. Con làm gì? Mai đồ. Con mai đồ hả? Không, bữa con nói con thích cái gì. Con thích cái gì? Con không
phải may đồ đâu. Con thích cái công việc gì trên này? Đi làm công ty vậy. À, đi làm công ty á hả? Sao? Nhưng mà hôm bữa bé được nó hỏi chị nè, mẹ mẹ đẻ con ra mẹ có biết con nghĩ cái gì không? Hỏi chị vậy hả? Cái chị hỏi con nghĩ cái gì sao mẹ biết được. Dạ. Con nữa lớn lên con thích đi lái xe tải. Lái xe tải. Cái chị mới nói là chàng ơi, người ta bình thường người ta lái xe được, còn ông dạ. Tự chân nhỏ rồi chân thì đau rồi thêm không có học nữa, sao đi học lái xe tải được. Dạ. Dạ là mà con thích. Ước mơ lấy xe ha. Chú con nghe mấy chú dưới bến xe nói con rồi. Nhưng hôm bữa lên chị cho ăn uống đồ xong uống thuốc rồi cái lại ngồi cái chị hỏi vậy đó chị hết hồn. Dạ. Mấy cái chú bánh xe nói mà được mà nó đi xe là nó lúc nào cũng luôn quan sát cái người tài xế vậy á, là giống như là ảnh thích thú cái công việc mà lái xe đó đó. Nếu mà lái xe thì cũng được á, tại vì bây giờ xe là xe số tự động hết rồi, không có cần phải hai giò nữa, chỉ một giò bên phải này thôi. Bé được là bị bên giò chân trái quý cô chú anh chị, bị bên giò chân trái chứ không phải là chân phải ha. Chân phải của bé thì nó hoàn toàn bình thường, tại vì do đi nhiều nè, rồi không có được rửa nè, rồi nó mới nó lên bị ghẻ vậy đó. Dạ, nó bị ghẻ vậy đâu. Tay chân mình mãi luôn. Chị nói với em hôm bữa giờ là chị tắm xà từ đầu tới chân luôn á, là bắt ảnh vô trong cầu là cởi là... đầu ra hết mình trả mắt cả. Ngại ha, tại vì quá lâu rồi chị đâu có kiểu như tắm anh giờ mà anh lớn này sao anh mắc cỡ chị tắm cho mà còn mắc cỡ chị lau ở dơ mà mắc cỡ cái vậy chị trà cho anh trưởng thành à. Bởi vì ở với ông nội bà nội là bởi vì mắc cỡ là cho nên là mình mẩy là không chịu tắm luôn. Có khi nào là bữa nào không chịu tắm luôn không? Có khó không tắm luôn đúng không? Trời ơi, ở dơ dữ vậy. Cái đó là có thiệt luôn á chị, tại vì khi mà mình tiếp xúc với nó á, cái mùi cơ thể của người mà không tắm á, ra là mình biết liền à. Với lại đi phơi nắng cả ngày. Dạ, cả ngày, rồi trời mưa, trời dạ, gió. Không tắm luôn. Không tắm luôn. Cái hàm tiền tạo của anh được đẹp lắm nha. Dạ, sâu quá trơn luôn, rồi không có đánh răng luôn nè, mà có chi tiết nè, chú biết là con không có đánh răng luôn. Ờ, chị, ở dơ chị quánh cho đánh không sạch, chị bắt vô đánh rồi. Dạ. Cái căn bệnh của con như vậy nè là con phải thường xuyên vệ sinh nè, nhưng mà phải mình phải xuyên một tí nữa là phải vệ sinh bằng nước nóng á, là nó tại vì mình bị cái da mình nó không tốt vậy, rồi mình sử dụng nước nóng thì nó rất là tốt. Rồi đánh răng rồi lên tóc tai rồi em thấy lên với chị rồi chị dắt đi o rồi lại nhìn thấy ngon cơm luôn à. Này là mấy cô trên này gặp là phái liền. Ở dưới là tại vì đâu có thời gian đâu, chắc là cũng không có thời gian không, sáng sớm là thức dậy là tranh thủ đi ăn sáng phải không được. Thường thì con ăn sáng ở đâu? Dạ ra chợ ăn hả? Một ngày vậy thì ông bà nội cho con bao nhiêu tiền? Có 30 ngàn. Ồ, 30 ngàn. 30 ngàn rồi buổi trưa thì là tự xử luôn. Buổi trưa là con tự xử, con đi kiếm đồ ăn con ăn. 30 ngàn một ngày. 30 ngàn ăn cả ngày. Ừ. Sao ăn đủ? Nhưng mà đem về một cái số tiền rất là khủng mà. Có thể nói là con là cái công việc của con là hơn mấy người mà làm ngân hàng nào luôn đó. Tiền dữ lắm tiền. Mấy cái vụ mà ông nội bà nội chia sẻ là con bị giật vé số nè, rồi con bị giật tiền đó, là có không? Bây giờ chú hỏi thiệt con á, là con có bị giật không? Có giật thiệt hả? Là giật đó làm mấy người cỡ trạng tuổi con giật hay là sao? Dạ. Tại vì họ thấy tiền nhiều quá là sao được? Dạ, xong rồi người ta cũng trả lại à. À, giật là giật chơi á, chứ không phải là giật lấy tiền thiệt. Nó rồi trả lại, kiểu như người ta giỡn. Người ta giỡn chơi á. Nó, nhưng mà bên nội là chia sẻ là con á, là con đi xin, con đi bán giấy số như vậy á, là bị giật rất là nhiều. Nó, một ngày là có thể là mấy trăm ngàn. Nhưng mà chú có một cái mong muốn như thế này nè. Khi mà con về ở với mẹ rồi, thì hiện tại mọi thứ nó tốt đẹp hết rồi. Thì đừng có nên nói những cái điều không có nó nghe, vậy là không có tốt.
giống như hồi trước á, ai gặp mình á thì mình nói là mình đi bán vé số vậy đó, ngày 10 tờ 5 tờ vậy đó đó, sau này là nó sẽ tạo ra một cái thói quen á. Dạ, giống như là cô chú thương con, là thương là con ở chỗ con bị tật đồ nãy kia, nhưng mà cô chú vẫn biết là con nói dối, con nói dối là để che cái khoản nó đi. Nhưng mà sau này thì bây giờ về ở với mẹ rồi, thành một cái người thanh niên trưởng thành rồi đó, rồi sau không này được nói dốc nữa đó, nghe chưa? Là không được nói dốc nữa, sau này mình còn có bồ, có bạn gái đồ, mình dẫn bồ đi ăn mà mình nói dốc, mình không trả tiền mà về mình bắt mẹ trả tiền là xong nữa nha. Ai mà thèm mà em mới có bồ bạn gái một bữa đi nói cái kia hả, ảnh hưởng chân cái kia hư luôn rồi, ta tính làm cái kia luôn. Dạ. Anh Phương mày nó chết là tiệt giọng tiệt giống luôn rồi, bồ gì nữa. Dạ. Biết đâu sau này mọi thứ nó bất ngờ nó diễn ra là sao. À, giờ này coi chị có chuẩn bị cơm thì chị cứ chuẩn bị cơm nước bình thường ha. Thì hôm nay thì em lên đây em thăm bé được, rồi cũng chia sẻ một cái số hình ảnh và trò chuyện với lại chị với bé được, để mà cho cô chú mình được nhìn thấy bé được hôm nay nè. Nó thì sức khỏe thì đã ổn hơn của chú anh chị, thì chân của bé được thì chăm mẹ chăm sóc cũng rất là tốt rồi, cho nên là quý cô chú anh chị mình cũng an tâm về bé được. Và chị ơi, cái khoản như thế này em muốn hỏi chị nè. Khi mà chị bé được nó nở với chị thì có quý cô chú mình thường quân người ta liên hệ mình để mà giúp đỡ không chị? Hình như có mấy người là không, bên mạnh thường quân thì không có, kiểu như thấy hoàn cảnh của mẹ con chị khó. Dạ. Là mấy anh chị có xin số tài khoản để. Dạ. Để cho tiếp chị nuôi cháu là chị không có nhận. Dạ, dạ là hoàn toàn chị không có nhận cái khoản tiền nữa chị ha. Không. Dạ. Hôm bữa thì cũng có quý cô chú, mấy cô chú mình thường quân hỏi xin số điện thoại của chị đây, nhưng mà em cũng không có biết là cô chú mình sao, cho nên là em cũng xin ở bên ở chỗ anh Tính cái số điện thoại chị, là cũng cho một hai cô chú gì đó. Thì mấy cô chú đó thì em xác nhận là mấy cô chú rất là thật lòng quan tâm tới chị với lại bé được đây. Rồi có những cái số điện thoại nào lạ mà gọi để mà nói mình không chị? Nói ví dụ như là ngày kia rồi quá trời luôn. Dạ, chửi sao chị có thể kể lại giùm em nghe được không? Người ta nói là mẹ gì mà lên tivi đeo vàng quá trời mà không đi chữa bệnh cho con. Ôi trời. Mẹ gì có quan tâm cho con, có lo lắng, có thương gì đâu. Dạ. Thấy đeo vàng quá trời mà không đi trị bệnh. Dạ. Rồi có người điện lại chữ chị nói là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tiền mày đi cắt chân con mày, mày có bỏ ra đồng bạc nào đâu mà mày không chịu đi. Trời mẹ ơi. Gì mẹ gì tàn ác không thương con. Dạ. Đó là em cũng nói thẳng luôn là những cái người đó cô chú mình là không có xem rõ cái câu chuyện, là chỉ xem lướt qua thôi. Giống như là xem những cái video mà hồi đầu mà em chia sẻ đồ nãy kia vậy á, thì á là người ta nhìn vô là người ta rất là giận chị luôn á. Tại vì em cũng chia sẻ thật là ngay cái lúc đầu mà em chia sẻ về cái video của không được á, mà nói mà mẹ bỏ đi mà ở với nội rồi nữa kia, em cũng rất là buồn ở chỗ chị khi mà để cho bé được mà nó đi sinh như vậy đó. Thì ai cũng vậy, khi mà người ta chưa biết được cái thật hư câu chuyện á, người ta sẽ trách móc chị. Nhưng mà cũng may là nhờ anh Tính nó chia sẻ lên cái câu chuyện của chị, mới mọi người mới hiểu ra, cô chú mới biết được tận tình cái câu chuyện nó vỡ lẽ ra như vậy đó. Thì cô chú bây giờ còn thương chị hơn gấp mấy lần nữa, bởi vì giống như là con người ta nó cũng có số chị ha, giày dép nó còn có số gì người ta, chứ mà để cho người ta giống như là người ta trách móc, người ta gủa mình cũng không có làm ăn gì nổi đâu chị. Đúng rồi, nói chung là lúc đó áp lực lắm em ơi, chị không đi làm nổi, phải đi chìm nước biển. Dạ. Người ta nói nhiều khó nghe lắm. Cái đó là mới lúc đầu mà là chưa có cái vụ mà rước bé được về đúng không chị ha? Rước bé được về rồi đó. À, rước bé được về rồi. Họ nói khó nghe, nói là như là chị vì tiền á, là thấy tiền bên Mạnh Thường Quân cho rồi chị đi rước mấy đi rước nó về. Dạ. Là lấy tiền để đi nuôi trai. Dạ.
Nhưng mà em tin chắc với chị một điều là chắc cứu vậy, là ở bên ngoài á không có ai mà họ bình luận như vậy đâu. Những cái bình luận á thì là chắc do một người hai người họ đứng ra để mà họ họ bình luận thôi. Em nói gì thì chắc là cô chú mình sẽ hiểu rồi, chị cũng biết, cho nên là mình cũng không cần phải bận tâm tới cái vấn đề đó chị ha. Tại vì trên cộng đồng mạng mà, nó họ muốn nói gì họ nói. Rồi có một người xưng là Mạnh Thường Quân. Dạ. Nói là kêu chị là kể thật đi. À, kêu chị là nói ra hết sự thật đi ha. Ừ. Dạ. Nói cho hết sự thật đi rồi là anh sẽ giúp đỡ cho em. Dạ. Nên chị mới nói là thì em có chuyện gia đình em sao thì em nói ở trên video hết trơn rồi, đâu có gì phải giấu giếm nữa đâu mà nói thật. Vì lên trên đây là khắp cả thế giới đều biết, và ra cả nước ngoài nữa, em có giấu giếm được cái gì đâu mà giấu. Dạ. Rồi xong rồi nói chung là chữ chị quá, chữ đụ mẹ chị luôn. Trời ơi, chữ luôn á. Ờ, chữ đụ mẹ chị luôn. Dạ. Anh nói thiệt với em hả? Anh cho bé được 100 triệu chứ em 20 ngàn anh không cho. Là nói như vậy luôn hả chị? Rồi chị mới nói là em xin lỗi anh trước nha. Em không có cục tay cục chân phải đi xin tiền của anh. Dạ. Anh cho em 1 ngàn em cũng không cần. Dạ. Chứ mà nói mà cho tới 20 ngàn. Dạ. Em đâu phải em bị cục tay đâu mà anh phải đi cho em còn sức lao động để em đi làm mà. Dạ. Nên là nói khó nghe lắm. Dạ. Xong rồi ông đó cũng nói chị là đeo vàng quá trời, là chị cũng, bệnh cho con. Là ai cũng nói là tại sao đeo vàng như vậy mà không đi trị bệnh cho con. Nhưng mà với số vàng đó làm sao mà đủ mà để ví dụ như mà em nói ví dụ như mà vấn đề mà đi cắt chân đi, nó tốn khoảng 200 triệu thì với cái số vàng mà chị đeo trên người chị là làm sao mà đủ. Là chị đi khám cho bé còn không đủ. Còn không đủ nữa. Mà tại sao lại gieo vậy? Rồi nói chị là mẹ gì mà lên trên đó ngồi cười hố hố, không thương con, không có miếng cảm xúc nào hết. Dạ. Chị hỏi vậy chứ anh kêu em đi ra đường á năn nỉ quỳ lại người ta em khóc hay sao? Dạ. Em phải giữ niềm tin vững lên để em còn chăm sóc cho con em chứ. Dạ. Kêu em gục ngã rồi con em làm sao? Dạ. Rồi xong cái kiểu như ổng nói lý không lại mình cái ổng bung ra ổng chữ. Ổng bung chữ luôn, giống như là ổng nói không có lại á chị ha. Bỏ tay luôn. Nên là bữa đó chị áp lực lắm luôn á. Dạ, trời, bữa đó là chắc là vô nước biển luôn nha. Chị mệt quá chị đi chuyền nước biển. Dạ. Tại chị có bị triệu chứng có lộn tiền đình nữa, rồi chị mệt thêm áp lực quá đó. Dạ. Cái mình được nó thấy chị đi chuyền nước biển á, cái nó sợ chị chết, nó điện nó khóc khóc á, chị hỏi con sợ gì? Con sợ mẹ mất giống ba. Đừng nói gì hả được. Tại vì chị hỏi bác sĩ chuyền nước biển lâu không đó, bác sĩ nói là chuyền khoảng 2 tiếng, ủa 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng chị mới điện về cho hay. Dạ. Xong cái ổng sợ mình chết. Nếu là nghe là quýnh thôi sao được. Tại thấy nó thấy chị chuyền nước tim vô đây nè. Dạ. Mà mấy ổng sợ, ổng nói ủa sao nãy mẹ nhà với con không có gì, sao giờ mẹ vô đó nằm rồi. Ảnh cũng lo hả chị ha. Ừ, ổng sợ. Nói chung là cái khoảng thời gian mà chị với lại bé Được này không gặp á, lại bé Được nó rất là nhớ mẹ, nhớ chị luôn á. Tại vì đúng đi rồi. Đâu nghe mấy cô chú kể là anh cũng trông ngóng á. Nói chung là ảnh đi xin tiền vậy đó, chứ ảnh cũng chắc là cũng tìm kiếm thông tin của chị á, nhưng mà không có liên lạc được. Tại vì mấy lần chị đi về thăm bé gặp á, là bé cũng đòi đi theo chị. Dạ. Bé khóc. Cái chị cũng năn nỉ bé là thôi con gắng ở đây với bà nội đi. Dạ. Mẹ làm trả hết nợ rồi mẹ về mẹ lúc đó là điều kiện của mình chưa có đúng không chị? Đúng rồi. Lúc đó là không có điều kiện với lại thiếu nợ nó rồi. Dạ. Đem bé theo thì sợ bé đói chứ. Mình lớn thì khổ mình nhịn được. Dạ. Nó đói thì thấy tội. Đem theo là nguyên một cục nợ nữa rồi. Rồi đói chết luôn. Dạ. Nhưng mà đem theo rồi sao mà chị dám cho được đi bán vé số hay là cho đi xin? Không tại đâu. Vì á không có người mẹ nào mà nhẫn tâm mà để như vậy hết. Với lại chị biết chân con chị đi hoạt động đâu có được đâu, nên là bé ở chị cứ vòng vòng ở nhà, đi đâu chơi thì cho bé đi thôi. Dạ. Chứ không có cho đi giống ông bà nội gì đâu. Khi mà chị biết cái thông tin mà bé Được cái đi xin vậy á, chắc là mình hối hận lắm chị ha, giống như là không có thiệt không suy nghĩ ra là tới con đường tận cùng như vậy luôn á. Dạ. Nên mình cứ nghĩ là gửi bé đó là mình yên tâm đi làm gì, ông bà nội dù sao cũng thương cháu. Dạ. Chứ đâu có bỏ đến nỗi nào. Thì lúc đầu thì cũng giống như mấy cô chú người ta suy nghĩ á, là bé Được này nó đi bán vé số á, thì ví dụ như bán vé số thì ngày mười mấy hai chục tờ thì nó cũng được đi.
nó đi bán vé số thì nó gọi là nó rất là hợp lý nó, tại vì nó cũng có cái công ăn việc làm rồi tập cho được này, nó cái tính nó mua bán rồi nãy kia, rồi nó cũng đi tới đi lui được cho nó khoai khỏa là cũng đúng như vậy đi. Nhưng mà đi sinh đó là nó trái với cái đạo người, đâu có thể nào mà bắt đi sinh như vậy được. Có bữa nào mà sinh không được đồng nào luôn không được. Rồi mấy bữa đó thì về sau có bị la không? Và mấy bữa đó là không có thu hoạch phải không? Là về về tay tay trắng luôn hả? Là mấy bữa đó là không có ngay lễ với là chủ nhật đúng không? Nói chung mà đi sinh mà còn phải trục trặc nữa chứ không phải mà mình nghề nghiệp đâu phải ngày nào có tiền đâu. Chạy xe la ôm mà còn hụt lên hụt xuống nữa mà. Đó bây giờ ảnh cọ ngoại đồ này kia rồi. Bữa nay là thấy cái chân đỏ nhiều. Dạ, đó thì hôm trước mà anh BB chia sẻ thì cái chân nó còn đen với lại móc rồi này kia, hôm nay thì nó hôm bữa là cái này không thấy cái này đâu em. Ờ dạ. Cái này luôn rồi. Nè nó mềm nè, nó thịt nó mềm lại của chú anh chị. Nó thì nó mềm mềm gập lại rồi chứ nó đâu còn trứng cứng chai đâu. Cái lần đầu mà em gặp bé được á, cái chỗ cái phái giò này nè, nó đi á mũ quá chị, mũ nó chảy mũ xanh. Đó, nó chảy ra luôn. Thái trời ơi, nước vàng hôm bữa đem về chị là mũ với nước vàng chảy. Dạ mũ rất là nhiều luôn á, nhưng mà cũng trời Phật thương thì sao nó không có bị tới cái vấn đề mà kêu mà ngoại tử á. Nó mà ngoại tử là mệt lắm. Đúng rồi, ngoại tử là mệt lắm đó. Dạ nó ngoại tử là tháo ngang đây xong rồi sẽ tháo lên đây. Đúng rồi, tháo từng khúc luôn. Khi mà con nghe mà bác sĩ tư vấn là tháo giò vậy có sợ không được? Dạ sợ. Sợ hả? Còn nếu mà bác sĩ kêu vậy, nếu mà mẹ đồng ý thì con có đồng ý không? Dạ. Không hả? Phải quyết giữ cho bằng được cái đôi chân này nữa không? Dạ. Nhưng mà hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đến rồi được điều trị, là sau này cái bàn chân này tuy nó không có hết hẳn ha, nhưng mà nó sẽ giống như là thời gian rồi nãy kia điều trị nó nhỏ là cho nó đi tới lui lại, rồi tới cái độ tuổi nào đó trưởng thành á, ví dụ như là 15-20 tuổi gì đó thì có thể đi làm công ty rồi nãy kia, tại vì giờ bé được cũng còn rồi tay rồi nãy kia, ví dụ như là trong cái khoảng thời gian này là con phải học hỏi thêm nè, học thêm nhiều cái kiến thức rồi nãy kia. Có thích cái nghề mà điện tử không? Ví dụ như sửa điện thoại hay là sửa tivi đồ này kia nè, con có thích mấy nghề đó không? Dạ. Con có khoái giống như là dọc dạch điện thoại đồ không? Dạ. Khoái không? Nếu mà khoái á, thì sau này mà ví dụ như là có cơ duyên mà con trưởng thành á, chú còn làm điện thoại thì chú sẽ hỗ trợ cho con để mà con biết được cái nghề luôn. Cái này là chú nói thiệt nha, chứ không phải là chú đang quay đây mà chú nói dốc như bé được lúc trước mà bị bán 10 tờ với số 20 tờ đâu. Cái này là chú nói thiệt, tại vì em có một cái cửa hàng, em cái nghề nghiệp chính em là sửa chữa điện thoại đó. Thì nếu mà sau này mà con lớn lên thì hiện tại là chắc không có được, tại vì hiện tại con còn nhỏ với lại thì sức khỏe con không có. Thì sau này nếu mà trưởng thành cỡ chừng 19-20 tuổi, lúc đó là đã định hướng được công việc rồi, có thể là con đã đi làm được một thời gian. Nếu mà thích cái nghề điện thoại hay là nghề sửa tivi hay là sửa xe gì đó cũng rất được, nó có cái nghề nghiệp đó chị. Nó thì chú nếu mà thích ngay cái nghề điện thoại, chú sẽ định hướng con dạy hoàn toàn miễn phí cho con, bao con ra nghề luôn. Là một ngày kiếm mười mấy triệu được đó, kiếm hơn cái tiền con đi sinh luôn. Chứ nói thiệt mà. Nếu mà được như vậy rồi sau này về còn cắt nhà xây nhà cho ông nội bà nội trước rồi sao vậy? Mình phải trả hiếu chứ, con cũng ở với ông nội bà nội một thời gian rồi mà. Không trả hiếu luôn hả? Không trả hiếu, con nói vừa là ông nội bà nội nghe là chắc ông nội bà nội khóc ở nhà luôn rồi đó. Buồn á. Sao con không trả hiếu cho ông bà nội? Ông bà nội cũng nuôi con mấy năm mà. Cũng nuôi mấy năm mà. Nói chung là cũng tốt đi, cũng con cũng có nhà ở đồ này kia, chứ không phải là nó quá lắm. Nếu mà quá lắm là bây giờ là không có bé được ngồi đây rồi, em nói thật sự vậy. À, thôi thì hôm nay thì
chú lên thăm bé được. Đó, chú thì từ ở Kiên Giang, sáng sớm nay á chú lên trên Sài Gòn. Rồi chú nói thôi thế gì bắn thẳng ra đây để mà ghé thăm lại được luôn. Dù gì là cũng một năm rồi chú cháu mình mới gặp nhau. Đợt trước thì khi chú BB làm về cái những cái video cho con thì chú không có tham gia được. Lúc đó thì cho chú bận công việc. Đó thì hôm nay cũng là một cái duyên chú lên đây rồi. Hồi nãy thì đi vòng vòng ở ngoài chú không có mua quà hay là trái cây gì cho hai anh em được. Cho nên là bây giờ chắc chú có một cái món quà nhỏ nhỏ ha. Tại vì chú lên đây thì chú cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Chú gửi cho hai anh em mua bánh kẹo với lại mua đồ ăn ăn nha. Để chú gửi cho con. Đó, thấy không? Cô chú anh chị thấy mình thấy ngon lành không? Ngoan ngoãn rồi dễ thương, nói chuyện rành mạch. Phải như vậy, phải bé được như vậy mới đúng chứ. Giờ là chắc cũng khi mà bé được mà được khỏe với lại nó không còn sợ đồ này kia thì mình cũng rất là mừng rồi chị ha. Dạ. Thôi thì chắc là chú cũng xin được phép dừng cái video ha, rồi để cho mẹ chuẩn bị buổi cơm chiều đồ cho mấy anh em. Chứ để ngồi đây là chiều nay là chắc ăn cơm phần luôn hả? Mấy hôm nay có ăn bữa cơm phần rồi chưa? Khi mà lên tới giờ có ăn cơm phần rồi hả? Là do bận quá chị ha. Không có, lâu lâu chị biết chỗ bán cơm gà xóa mỡ ngon cho bé nó ăn. Đúng rồi. Tại vì cử nhiều cho bé thì thấy tội, lâu lâu cũng cho ăn. Dạ, lâu lâu là phải nhá vô một ít thịt gà đồ này kia cho nó có chắc đồ lại. Dạ. Thì thôi Quỳnh Dung cũng xin được phép dừng cái video và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở một cái video clip sau. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ rồi. Bé được đây. Ngon lành cành đào luôn.